Nhà tôi có trồng 200 gốc thanh long đỏ ruột, ra nhiều hoa, nở được một tuần thì nhụy héo dần và rụng mất. Tôi đã bón nhiều phân mà lá vẫn thấy rụng, cho tôi hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Diện, sau đây sẽ là những tư vấn của chuyên gia Nguyễn Thị Nhung dành cho bệnh trên cây thanh long nhà anh. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Cây thanh long là cũng là một cây mà cây thân lá nó phát triển rất nhanh và rất tốt. Nếu như trong cái thời gian ra quả mà chúng ta cứ bón quá nhiều phân thì nó sẽ thừa đạm, đấy, nó thiếu kali, nó không cân đối thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến hiện tượng là héo hoa và rụng hoa. Vì là cây nó bác bón quá nhiều phân thì nó tập trung, nó phân giải đạm, thì vì nó bị thừa cho nên nó phải giải độc đạm, cho nên nó không hình thành được các quá trình chất xơ làm cho cây lúc mà đang có hoa thì nó sẽ mềm và nó yếu, và quá trình hình thành hoa quả nó sẽ bị đình trệ. Thế cho nên nó rất dễ làm cho hoa bị héo và bị rụng. Thế cho nên bác cần phải xem lại cái chế độ bón phân, không được bón quá nhiều, bón theo đúng quy trình kỹ thuật, không được để cây tốt quá. Đấy. Nó sẽ thừa đạm dẫn đến ngộ độc đạm, và hoa đang thời kỳ ra hoa thì nó sẽ bị rụng hoa. Thế và cũng có một hiện tượng nữa là nếu như mà trên các cái đốm hoa nó bị bệnh do nấm nó tấn công nó gây hại đấy, mà nó làm héo dần hoa thì chúng ta phải phun các cái thuốc trừ nấm đấy, và phải bón, lưu ý là phải bón phân cân đối đầy đủ, không được bón thừa đấy, vì theo bác nói là bón nhiều phân mà nó vẫn rụng thì đương nhiên nhiều phân thì thừa đạm, cây xanh tốt quá mãi giải độc đạm thì nó cũng sẽ gây rụng hoa. Thì lúc này chúng ta nên tăng cường bón thêm phân kali để cho nó điều tiết và nó cân đối giữa đạm lân và kali thì nó sẽ không bị rụng nữa. Còn nếu như mà cuống hoa nó bị nấm nó gây hại, nó làm héo dần cái hoa và nó rụng, thì chúng ta phun một trong các thuốc có hoạt chất như sau để gây tránh do nấm gây hại gây rụng hoa, ví dụ difenoconazole, azoxystrobin. Chúng ta có thể phun thuốc để trừ nấm mà nó gây héo và rụng hoa, ví dụ difenoconazole hoặc azoxystrobin hoặc metiram complex hoặc là dimethomob. Nhưng cần lưu ý là bác phải bón phân cân đối và đầy đủ, không được thừa đạm đấy, không được bón quá nhiều phân thì nó mải phân giải độc đạm đấy, cho nên nó sẽ ngăn chặn cái quá trình hình thành và phát triển hoa tạo quả, thì nó sẽ gây rụng hoa và rụng quả. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luộm của không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145.
luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ, này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu cá lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc anh chị. Rồi, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác, nhưng làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền nhông, còn lớn như không què chân không lở rốn công mắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.